Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người tham gia một chương trình AirDrop ăn kia từ sàn Binance nha tất cả các bạn. Đây thì để tham gia chương trình AirDrop các bạn cần đăng ký một cái tài khoản trên sàn Binance nha các bạn. Các bạn phải đăng ký vào KYC, mình có để cái video hướng dẫn cho tất cả các bạn và link đăng ký dưới đó. Rồi đầu tiên thì các bạn join vào kênh Telegram của nó và Twitter của nó, mình có để dưới phần link mô tả luôn các bạn. Rồi trong đầu thì các bạn chỉ điền địa chỉ email. Email các bạn đăng ký trên sàn Binance nha các bạn. Anh Nhân Quỳnh 5991.com nha các bạn. Rồi dòng thứ hai thì các bạn chọn đáp án câu số 1 thì các bạn chọn đáp án C nha các bạn. Câu số 2 thì các bạn chọn A, B, C, D luôn nha các bạn. E luôn nha các bạn. Bỏ là A, B, C, D, E luôn. Rồi câu số 3 thì các bạn chọn giùm mình đáp án A, B, C, D luôn các bạn. Đáp án này có để dưới phần link mô tả đó các bạn ấy nha các bạn. A, B, C, D. Và các bạn đem coi đáp án là có chính xác. Rồi các bạn chỉ việc gỡ nha các bạn. Đây là mình một cái chương trình AirDrop không có tiếng ghép các bạn. Đây mình sẽ nhận được tất cả ORN trên sàn Binance nha các bạn. Vậy video này kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.